Video mới quay lại với Tony và mình sẽ dùng combo so sánh giữa hai combo Giáng sinh và combo mùa hè tuyết với băng, đâu lửa băng mọi người, lửa băng, combo lửa băng mùa hè và mùa đông solo với nhau để cái map mới Sand Isle này liệu có win được không nha. Ok, let's go, không nói nhiều, chiến luôn xong rồi chế được, let's go. Thì theo mình thấy map này cái map khó nhất trong game cho tới hiện tại, map này map khó nhất, chưa bao nào khó được bao này cả, mình thử mới là nổi thua bết nhè luôn mọi người ạ. Game thì mà có vãi, bình thường chơi mấy cái map kia đơn giản dễ dễ nhưng mà map này có tận 4 đường đi cho 4 con toilet nên nó sẽ khó hơn gấp 4 mọi người ơi. Yeah, vào số team của mình, team này không biết có win được không đây. Team này mình thấy khá là phèn nha, chúng ta phải có unit nào mạnh hơn chứ, unit này mình nghĩ khó để win được map sự kiện event summer này. Chúng ta cố gắng, ok bạn, ok 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 ok. Đầu tiên sẽ test team băng giá, team gọi là mùa đông, rồi sau đó mới test team mùa hè sau. Liệu mùa đông có đánh bại được mùa hè ở trong chính cái map của mình không? Có khi mùa đông lại win đấy chứ nhỉ? Có khi thua. Ôi sắp thua mọi người ơi. Không có tiền đặt unit rồi. Ôi ôi, bọn này đắt quá. Bọn này đắt quá mọi người ơi, 400 tiền. Ôi giời ơi, bốn hướng nó đi mất 100 máu rồi. Bốn hướng, hướng nào cũng đông unit. Làm sao để một con này nó sẽ đánh được hai hướng này, đánh được hai đường đi ấy thì mới win được chứ. Căng quá mọi người ạ. Ồ thua rồi. Chưa chia thôi. Ôi nó vào nhà kìa mọi người ơi. Ôi. What the freak man, đã thua rồi. Wow, what is this, một con mèo, what the hell is this, một con mèo rất dài. Bên trong con mèo dài này là một con mèo rất đáng yêu. What the hell. Và đội thứ hai của mình là full team mùa hè đây. Team mùa hè này rẻ hơn rất nhiều mọi người ạ. Tất nhiên có Santa nữa. À, từ mùa hè này thì nó sẽ rẻ hơn, nếu đem được những cái web đầu. Ê, thằng nào nhảy vào đấy, what the heck. Mình chơi mấy combo mình không win được cái map này. Nhưng mà liệu combo mùa hè có win được cái map này không? Chắc chắn nó win được, bởi vì là combo mùa hè mà. Đây map mùa hè thì phải combo unit mùa hè thì phải win được chứ đúng không? Tại sao mình đen xì đây này? Tại sao không loát này? What the hay dài ngay. Wow, tấm đánh của unit này xa đây à. Đây lần đầu tiên mình test tất cả này mọi người nhá. Lần đầu tiên mình test luôn. Mình có sở hữu khá lâu mà mình chưa test. Nhưng mà tại sao có vẻ như là nó vẫn khó mọi người ạ. Bọn toilet nó vẫn vào rồi kìa. Mất hết 100 máu mất. Bọn này 150. Khá là đắt nha. Khá đắt. Tâm đánh bé tể. Sunflower này làm gì. Thằng này tâm đánh khá là bé. DPS 1600 yếu vãi tè luôn. Chúng ta sẽ đặt Sunglasses ở đây. Đấm nhau rồi à? Vô dụng vậy. Ok, đấm nhau mà. Trời ơi, nó vào hết nhà rồi đây. What are you doing? Làm cái gì đi. Trời ơi, nó đấm nhau này khá là yếu đuối. 400 tiền. Con ném bóng chuyền này liệu có mạnh hơn được bao nhiêu không? Map quá mà khó mọi người ạ. Chưa được cái map này, khó cái map này luôn. Nhưng mà mấy quay đầu có vẻ như là bọn đeo kính dâm này đã đép được rồi. Tiếp theo mình ta thử con ném bóng chuyền nha. Ê, nó vào nhà kìa. Thằng vô dụng này. Hồi chiêu lâu vậy. Trời ơi, nó vào nhà rồi, thế này thì làm ăn cái gì nữa. Ok, cần hai con ném bóng chuyền nữa ở hai chỗ này. Và con ở đây này. Và thêm một bé nữa. Maybe over here. Yes sir. Con này bóng chuyền nó sẽ nổ nếu mình nâng cấp lên. Nếu mình không nhầm. Ném chậm vãi, hồi chiêu bao nhiêu? Cooldown 0.2 á. À đâu, đây là 5 giây ạ, vãi tè. Ok. Không để ý cái số hồi chiêu nó lâu thế. Nào tiếp theo mình làm gì? Đặt con surfer nào mọi người ơi. Lướt sóng, tầm đánh rộng thế nhỉ. Đặt một chỗ nó sẽ đánh tấn công được hai đường đi luôn.
Chúng ta đặt ở maybe over here. Uầy, tầm đánh rộng vãi tè. Đặt một bé ở đây. Ôi, có cả sóng mà mình biết ngay, có cả sóng to đùng luôn. Oh my god. Nó đâm mục tiêu à? Sóng to thế nó đâm mục tiêu mọi người ạ. Cái chính nó di chuyển được nhá. Trời ơi, hai quả sóng nhìn đẹp quá trời luôn. Oh god, Cucuza. Ôi ôi. Tsunami. Cơn sóng tử thần. Tsunami đây là nhỉ? Đại hồng thủy. Tấn công ạ. Mami. To vãi trưởng. Ê, tấn công cái thằng kia. Bottlet kìa. Trời ơi. Bottlet không tấn công. Quân nó ra ngoài biển đấy. Quân ra ngoài biển. Chính xác rồi đấy. Quân nó, cái này nâng cấp rồi. Nâng cấp con này thôi. Oh my god. 600 này, 600 nữa. Rẻ đấy. 600 tấn Sandman nữa. Ô. Oh, rẻ vậy ta. Ê sao nó không làm gì? À nó xin quân à? What the frick? Oh my. Lại thua. Trời ơi, lần đầu tiên dùng mình unit mới này không biết dùng cái nào luôn. Trời ơi, mình không để ý con Titan có 600. Con này là sinh quân mà. Một bao nhiêu máu đây? Ally Hell là 1 triệu máu. Damn boy. Ngon đấy, mình không biết như thế nào. Chưa dùng bao giờ. Thử đặt nhá, à không, chưa đủ tiền. Oh, mini sandcastle. Sinh ra cái tường thành à. Wow, 10.000 máu, nhiều phết mọi người ạ. Nó tông vào đây mất máu à? Ok, nâng cấp bao nhiêu tiền? 1.500. Con này có vẻ rẻ thế nhỉ? Nhưng mà nó cái thứ này đánh lại không ta? Mình thấy coi như nó không đánh lại. Con này thì mình không chắc nó có phải là unit mạnh không. Theo gì mình thấy thì nó không mạnh lắm. Con này nó không tấn công à? Phí đấy. Tông bay luôn cả lâu đài. Lâu đài cát. Nó sẽ sinh ra cái lâu đài cát, nó xây một cái dựng lâu đài cát. Chứ nó không có quân lính. Oh my god. Ra vậy. Ước gì là có quân lính chứ. Này thì hơi hơi phèn nha. Rồi xong tông luôn. Oh no. Không đủ tiền. Nâng cấp tiếp. Oh my god. Nhà đầu tiên mình dùng cái team này. Thì thấy có vẻ như là team này nó team mùa hè nó yếu vãi mọi người ạ. Nó yếu vãi trưởng luôn. Không có con AOE nào cả. Ừ, không có một con AOE. Và con này sinh quân. Con Titan thì nó lại xây lâu đài cát chứ nó không tấn công. Nên phế quá. Oh no, come on các bạn. Chuẩn bị nâng cấp nha. Liệu có trụ được không? Nâng cấp level 2. Small Sand Castle. Nâng cấp lâu đài to hơn. 50.000 máu. Mà 50.000 máu mình cũng không đép được bọn này đâu. Thằng lướt sóng này thì nó chỉ có đôi mục tiêu. Trời ơi, quá là phế phẩm. Team này phế quá mọi người. Cố lên. Nó yếu lắm. Tấn công nó chả làm cái trò gì cả. Sát thương thì rất là DPS cũng rất là yếu. À nó có nổ à? Nó có lãnh lan à? Movable Explode Plus Damage. Nó có tấn công gọi là nổ diện rộng một chút thôi. Chứ nó không AOE. Ok, để xem cấp tiếp theo lâu đài các của chúng ta sẽ như thế nào nha. Chứ mình thấy nó hơi phèn nha. Bon. Lâu đài Medium Sandcastle to hơn một chút. Với số máu là 100.000 máu. Not. Không có gì thú vị lắm. Không có gì thú vị lắm mọi người ạ. Mình đánh giá là team mùa hè của chúng ta thì hơi phèn. Mà nếu không nói là quá phèn. Phèn quá phèn ỉa luôn. Phèn chua. Yeah, team mình tưởng con này sẽ làm gì đó thú vị hơn. Nhưng mà thực ra chỉ đứng đây và xây xây lâu đài cát nước. Đấy. Hơi thất vọng một chút. Mình nâng cấp đầu tư cho con lướt sóng này để xem nó có lướt sóng được cái gì không nào. Mà con này mình thấy là nó yếu quá.
cooldown 0.2 à, cooldown rất nhanh. DPS thì khá là cao ấy, nhưng mà mỗi tội đâm mục tiêu. Mình tưởng cái sóng to đùng này nó phải gọi là gì nhỉ, cuốn trôi toilet thì nó sẽ ngon hơn, chứ nó cứ chỉ lướt này thì không có gì khủng lắm nha. Nên thế thì nó quá mạnh, mình nghĩ vậy. Nhưng mà có AOE thì nó sẽ quá mạnh. Con này di chuyển ấy, vừa di chuyển nên không AOE được. Tổng u rồi, mất luôn nửa cái lâu đài ạ. Thôi xong rồi, toi rồi mọi người ơi. Cần nâng cấp tiếp cho lướt sóng nào. Thấy, ván trượt màu tím rồi. Ủa, nó lướt bay hết luôn toilet kia. Let's go, Evil Wave à? Ok, Evil Wave bây giờ thì có khá nhiều rồi nên mình không có gì thú vị nữa. Để xem cơn sóng này có lướt được tất cả mọi toilet. Ôi, máu tụt nhanh phết mọi người ạ. Cũng ra gì đấy, lướt bay hết toilet luôn nè. Cũng ra gì đấy. Nó còn tiếp Max level. Ván chưa lướt sóng gắn cả phản lực. Chúng ta sẽ lướt trên mặt trăng luôn chứ không phải lướt sóng mọi người ơi. Sẽ lướt lên vũ trụ. Yes. Cũng mạnh nhưng mà mình thấy là chưa đủ mạnh. Nó lướt chả thấy máu đâu luôn. Mà toilet nó bị ngạt thở luôn, không thấy gì. Ui chà, phải nâng cấp cái này ngay lập tức. 16.000 điện. Lâu đài cần phải nâng cấp to hơn. Buồn lâu đài. Mình thấy lâu đài xây nó hơi xấu nha. Nâng cấp lên. 9.000 tiền, what are you doing man? Mình cần thêm tiền, no. Và why massive sand castle. Xấu vai trưởng. Lâu đài xấu thế. Ôi, lướt là hỏng hết cả lâu đài người ta rồi, trời ơi. Vừa xây xong, bố lại đổ nước vào, này chết người rồi, bắt đầu. Cái Max được cái này rồi, nhưng mà có vẻ như là mình thấy nó vẫn chưa đủ mạnh mọi người ạ. Cần kiểu mình thấy nó chưa đủ mạnh, đơn giản như vậy thôi. Mình tưởng nó sẽ mạnh hơn. Đây là gì? Ném bóng chuyền nổ. Oh my god, are you kidding me right now? 10.000 máu, một cú ném là 30.000 máu. Mình thấy cũng không có gì mạnh lắm. Không có gì đặc biệt cả. Ây da, để xem đạt được bao nhiêu con Titan Sen nha. Titan Sen Man bao nhiêu, Titan Sen Man nào. Nó đặt full team ở đây xem nào. To đấy, nó có quá gì đâu mà. Làm như mạnh lắm không bằng. Làm như mạnh, hai tay làm cái trò gì đây. Ok, có vẻ như chật bố rồi, béo thế con lợn này. Too many sand castle. Một ba con mà đã max rồi. Are you kidding me right now? Oh my god. Ok, nói chung là coi như đây vẫn chưa thua nên thấy là cũng được. Nha, có thể 1 triệu máu. Nói chung cũng nhiều. Dạ, nói chung cũng ok thôi. Cũng ok thôi. Không có gì đặc sắc lắm mà. Cũng ok. Thế là cũng được. Ok. Ôi không, vào nhà rồi kìa. Trời ơi mà. Ok, goodbye.